Hello anh em, tiếp tục làm lại mình đây. Hôm nay nữa là một ngày tự mày mò em yêu khoa học nha các bạn nha. Thì xe mình hiện tại như ở video lần trước ở tập 1 á, thì mình có nói là xe mình dạo này nóng máy bất thường, và cũng như là mình đã thay két nước là một nè, thay nắp két nước là một nè, với lại thay nhớt là hai, nhưng mà nó vẫn bị nóng và cũng cảm giác nó đạp nó không có sướng nha các bạn. Đạp nó bị sượng á. Thì ngày hôm nay nè, mình đã mở cái nắp Denco này ra. Cái nắp Denco này ra này các bạn, nó tương đối nó cũng dễ mở thôi. Thì nếu mà các bạn muốn cho chính xác thì các bạn làm dấu trước nha. Ví dụ làm dấu ở chỗ này nè, mình mở nắp Denco này ra mình vệ sinh. Thì cái này cũng đơn giản thôi, mình cũng sẽ nói với các bạn, đặc biệt dành cho những bạn nào mà thích em yêu khoa học nha. Những bác thờ thầy thì nhiều lúc thì mình làm không chuẩn thì ok ha. Đó, thì bây giờ mình làm mình nè, các bạn lưu ý nè, đó, nó ở đây nè, nó có hai cái lẫy nè. Đó, hai cái lẫy này nè các bạn. Đó, hai cái lẫy này. Đó chính là chị gỡ ra cái trên cái dưới. Đó là chúng ta mở ra được cái nắp Denco này rồi. Đó thì mở ra được cái nắp Denco này rồi thì các bạn vệ sinh phần gì? Thì các bạn lưu ý nè, chỗ đây nè nó có bốn cái mấu chốt ở đây, là giống như là bốn cái máy của mình đó. Thì ở đây nó có sẽ có một cái mỏ quẹt, cái mỏ quẹt này nè các bạn. Đó. Đó, cái mỏ quẹt này nè thì các bạn lấy một tờ giấy nhám mịn nha, giấy nhám mịn rồi các bạn chà đi, xong rồi ở trong này nè. Đó, các bạn kiểm tra lại bốn cái mẫu quẹt này, xong rồi nếu mà kỹ á thì chúng ta, một là chúng ta lấy cái cước này nè, mình thì mình lấy cái này mình quét mình quét, còn hai nữa thì các bạn lấy cái nhám chè nhẹ đi thì xong nó nha, xong cái đó sạch sẽ rồi đúng không. Thì các bạn nè, thì cái này nó cũng ảnh hưởng vào quyết định cái nổ ngon hay không nữa nha các bạn nha. Xe mình bữa giờ đi hai ba ngày nay tìm hiểu ra nguyên nhân rồi, tí nữa mình sẽ nói thêm nha các bạn nha. Đó, làm xong rồi nè, các bạn nếu kỹ chúng bạn làm dấu lại. Làm dấu lại chúng ta đóng vô nè. À, chúng ta đóng đã làm dấu lại. Một tay nên là nó cũng hơi khó nên các bạn thông cảm. Đó, chúng ta làm xong rồi làm dấu lại rồi đúng không? Đó. À, thì chúng ta đóng cái nắp Denco này lại. Rồi tí nữa mình sẽ nói cho các bạn hiểu ha, hình dung ha. Đó, làm dấu xong rồi thì chúng ta đóng cái nắp Denco này lại thì đóng cho nó đúng nó ngay cái cắt là được nha các bạn nha. Đó. Đó, nghe cái cắt là được rồi, đó là xong. Bắt đầu nếu kỹ hơn nữa rồi các bạn kiểm tra cho mình như sau. Đây, cái này là cái máy số 3 nè, ở trên này nó có cái số máy hết nha các bạn nha. Nó cái nắp, chỗ nắp này là cái máy số 3, các bạn kiểm tra lại xem cái dây cao áp này của mình nó có ổn hay không. Nếu dây nào mà nó bị ten quá hay là bị, đặc biệt ở trong này nè, cái này nó tiếp xúc lửa rất là nhiều nha, nếu các bạn phải cẩn thận và các bạn cũng như là vệ sinh cho sạch sẽ. Thì chúng ta cũng lấy một cái tờ giấy nhám nhỏ để chúng ta cuộn tròn vô, chúng ta xoay giống như là chúng ta xoay cái bông tai các bạn, chúng ta ngứa tai quá chúng ta xoay vô cho nó sạch sẽ. Rồi chúng ta kiểm tra bốn cái dây này sau đâu vào đó để mà khỏi lộn các bạn, thì kiểm tra từng dây thôi, kiểm tra dây này xong kiểm tra dây này, kiểm tra dây kia, rồi tiếp tục cái dây chính này, kiểm tra dây chính này là từ mô bin lửa qua nè, mô bin sườn qua nè. Đó, chúng ta kiểm tra vô. Rồi, xe mình nó bị nóng máy là bị như này các bạn. Đây, cái hiện tượng như này nè. Có nghĩa là cái chỗ này nè các bạn, cái con ốc này nè, cái con ốc này của mình nè, nó siết không chặt. Trong quá trình đi hình như là nó bị rung lắc gì đó. Bắt đầu hoặc là máy, do máy nó rung nên là cái con ốc này nè các bạn, nó siết không chặt, dẫn đến tình trạng là như thế nào? Dẫn đến tình trạng nóng máy thôi các bạn. Đó, thì nãy mình được bác Gấu chia sẻ đó là như vậy. Đó, khi nãy nó lỏng lẹt ra luôn. Nó lỏng như thế này luôn nè các bạn nè. Đây nè. Đó, đây nè, nó lỏng ra, nó lỏng đến nỗi mà mình vặn tay được luôn. Đó, nó nãy nó lỏng ra như này nè. Đó, có nghĩa là cái Denco của mình nó lỏng lè ra luôn. Nó lỏng lè ra như vậy. Khi nãy trước lúc mở mình sợ bị lộn cái mình đánh dấu cái dấu bút tẩy đây nè. Nhưng mà không phải, đây không phải đúng là vị trí nó, không phải đúng vị trí của nó, mà là vị trí của nó là phải nằm ở dưới này. Đối với xe mình thôi, còn xe của các bạn như thế nào thì mình không rõ nha. Thì các bạn lưu ý xem thử cái kiểm tra cái con chiếc ốc này nè. Chiếc ốc này dùng khóa 13 nha các bạn nha. Đó, 13. Rồi chúng ta vặn chặt vô. Xe mình thôi, phải nó nằm tít ở dưới này luôn. Mỗi xe thì nó có một cái kỳ nổ nó khác nhau. Đó, nên là mình sẽ không nói về những cái xe khác, nhưng mà mình chỉ nói về cái xe mình là đây. Đó. Cuối cùng là bây giờ mình vặn chặt vô là cuối cùng đề ngon lành đúng không các bạn. Rồi bây giờ nó nhẹ tân luôn và cảm giác đề rất là cứng nha các bạn nha. Đó, đề là một cái là nó lên liền luôn à. Đó. Đó, ngon. Và cảm giác nó êm máy hẳn luôn so với lúc trước mà mình chỉnh về mình không biết nguyên nhân của nó á.
thì máy cái lỗ là bập rồi máy đi rất là nóng máy, và cũng như là đi mà đạp nó không có sướng. Với lại một cái nữa là các bạn kiểm tra cái lọc gió của mình luôn nha các bạn nha. Lọc gió thì sẵn đây mình nói luôn cho các bạn dễ hình dung, đặc biệt những bạn bắt tài mới thì chúng ta ví dụ như ở nhà chúng ta tự thay cũng được đó, không nó gió nó cũng dễ đơn giản lắm bạn. Đó, lọc gió nè. Rồi từ từ các bạn đợi xíu nha, ở đây thì nó hơi ồ nha các bạn, do ngay rồi đang nằm ở ngoài đường luôn đó. Đây là cái lọc gió nè. Chúng ta nếu mà lọc gió chúng ta lâu ngày chúng ta dơ quá chúng ta không thay á, chúng ta ra ngoài tiệm phụ tùng ô tô chúng ta mua một cái lọc gió về chúng ta bỏ vô đây, rồi dục cái kia đi cũng được, có mấy chục ngàn thôi các bạn. Rồi cái nắp lọc gió này nó đơn giản lắm các bạn, nếu mà các bạn để ý hình dung một xíu nè, cái nắp lọc gió này các bạn nhìn nè đó. Ở đây có cái mũi tên nè, cái mũi tên này thì lúc nào nó cũng đi với cái mũi tên này, nó đơn giản vậy thôi. Thì chắc nguyên lý cơ cấu xe nào nó chắc nó cũng vậy thôi các bạn. Còn không nữa nếu mà các bạn để chậm như thế này á thì nó lại không vô cái G nè, nó không vô cái G ngay chỗ tay mình chỉ nè, cái G này là G âm dương á hay là cái gì đó. Nếu mà đúng hai cái mũi tên này nè đó thì các bạn mở ra các bạn vặn ốc cho thôi như xe mình vặn ốc bằng tay cho thôi được này các bạn. Nếu chặt thì mình vặn ốc trà lê vô, nếu không thì các bạn mua cái con chuồn chuồn á, con ốc chuồn chuồn chúng ta vặn đây, tại vì lọc gió cơ bản các bạn là chúng ta phải kiểm tra thường xuyên và chúng ta phải thay thường xuyên thì xe mình nó mới sạch được, thì nó lọc gió thì nó giống như điều hòa vậy đó, thì cái quạt của cái nhà của các bạn nó sạch đó thì nó chạy nhanh và cũng như là nó đỡ tốn nhiên liệu hơn thôi. Thì nó lọc vô đỡ bụi bẩn vô, cái lọc gió này mà nó hư thì nó hút bụi vô mềm nó hút vô bên trong con này, thì một lâu ngày thì nó sẽ hư hết những cái chi tiết cơ khí nha các bạn nha. Đó thì mình đã tìm ra được nguyên nhân rồi, thì cũng rất là cảm ơn bác Gấu rất là nhiều. Và các bạn thân mến, cái đối với cái dòng xe này á, khi mà các bạn mà đã trải nghiệm thường xuyên rồi á, chỉ cần một chút mà nó khác biệt là các bạn biết liền à. Như xe mình á, đi kim nhiệt tự nhiên nó nóng lên cái bất thường là mình đã liên hệ bác là nói có vấn đề liền rồi đó. Thì sau khi kiểm tra thì mình thay nhớt cho nó an toàn luôn thì không nói, đặc biệt với lại cái nữa là mình kiểm tra cái mình thay đầu rồi là mình thay cái nắp cái nước cho nó mới luôn, thay cái nắp cái nước luôn. Mặc dù cái nắp cái nước này mình nghĩ là nó chưa hư đâu nè, nó vẫn còn độ nhạy nè, nó vẫn còn độ nhạy nè, cái rồi cái rẫy này nè đó nó vẫn còn ngã được, thì chứng tỏ là nó có sự thuần luôn ngồi nước đó. Nhưng mà không sao, lỡ thay thì mình để cái này để làm sơ cua thôi, để mai mốt ví dụ có trường hợp gì đó thì mình cứu bồ hoặc là mình để mình dự phòng thôi, mình đâu biết được là lúc nào nó bị hư đâu. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà đã tìm hiểu ra được nguyên nhân thì nguyên nhân nóng máy chính ở đây đó là do nắp Denco, do cái Denco này và do con ốc này mình siết không chặt nên là đâm ra là máy nổ không đều. Buổi sáng đề rất là khó nổ, đặc biệt khi mà dừng lại, các bạn đi khoảng cỡ nửa tiếng hay một tiếng gì đi, các bạn dừng lại uống cà phê hoặc là dừng lại ăn sáng đi vệ sinh gì đó ra rất là khó nổ, thì khả năng là nguyên nhân là do cái này. Vì thứ hai ngoài ra thì nó cũng còn nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như là buri dơ nè, hay là do nắp Denco này có vấn đề nè, nó bị lâu ngày nó lên ten đó các bạn. Đó, nó lâu ngày nó lên ten thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chất liệu nổ máy. Đó rồi kết quả thì nổ máy mà chạy dạch thì tất nhiên nó dẫn đến tình trạng hao nhiên liệu thôi. Đó thì xe mình bây giờ đã nghe cái tiếng máy là mình đã thấy nó giống như hồi xưa rồi. Nó giống như hồi cái thời bình thường rồi. Còn bữa giờ là mình không biết, là mình cứ lập bập đi rất là khó chịu luôn. Đi cảm giác kiểu giống như là người ta cho chạy 60 mà mình chỉ chạy được có 30 thôi các bạn. Nó hao nửa công suất như vậy luôn á. Mà đi rất là nóng máy luôn nha. Thì hiện tại mình đang test như thế nào để xem thử nó có ổn định hay không, rồi sẽ gắn vào những cái nắp này nó rất là đơn giản thôi, gắn vô thôi các bạn, có 6 ốc thì chúng ta gắn vô ở vị trí 6 ốc ở trên này thôi, đơn giản lắm. Thì bạn nào cũng có thể, chúng ta ở nhà chúng ta mở ra chúng ta thử MU khoa học thử ha. Thì ví dụ như mà có thắc mắc gì đó thì các bạn cứ alo mình thì mình sẽ hướng dẫn những gì mình biết cho không có lợi nhuận, không có lùa gà gì các bạn đâu nha. Thì mình nói như vậy thôi, rồi anh em nào hiểu thì chơi nha các bạn nha. Rồi mình ở An Sương, ngã tư An Sương, thì những anh em nào mà ở khu vực ngã tư An Sương thành phố Hồ Chí Minh mà có xuống cốc hay gì đó thì alo mình, anh em mình uống cà phê chơi vui nha các bạn nha.
Rồi, vậy là chào tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ đi test xe thử xem sao đây. Rồi, chào tạm biệt. Rồi các bạn, mình đang đi test xe và chính xác là nó rồi các bạn ơi. Nó bị lỏng nắp Denco nha các bạn nha. Lỏng cái Denco, con ốc mặn Denco á, nên là nó đánh lửa không đều. Ôi bây giờ đạp sướng lắm. Trời ơi. Rồi bây giờ mình đang ở cái khu dân cư ở quận 12 nè, mình tự mình đạp xe nè. Nghe tiếng máy nó đã mà nó lướt cực kỳ luôn các bạn. Ồ, đó, lên. Làm cái vèo lên cái 40 liền các bạn, nhanh lắm. Còn hồi trước hả, còn hồi trước đạp lúng ga luôn mà nó cứ xì quải lắm các bạn. Đó. Rồi vậy là đã tìm hiểu ra được nguyên nhân rồi, đỡ phải tốn tiền rất là nhiều nha các bạn nha. Đó, giờ máy rồi mình đi lên, nãy giờ nổ máy cũng nửa tiếng rồi, nhưng mà kim nhiệt nó cũng chỉ tới đó thôi. Cái kiểu giống như hồi trước giờ thôi ha. Chứ nó không thể nào mà lên tới mà 10 giờ, 11, 12 giờ được các bạn. Đó, thì rất là êm luôn, mình đi cảm giác nó sướng. Trời ơi luôn á. Rồi. Đó, nên là những anh em nào mà chúng ta lâu ngày mà chúng ta không kiểm tra định kỳ nha các bạn nha, thì chúng ta cố kiểm tra lại cái con ốc ngay chỗ Denco đó thử như nào nha các bạn nha. Đó, nhiều lúc nó bị lỏng thì đâm ra cái kỳ nổ của nó không có chính xác đó các bạn. Kỳ nổ của nó rồi bắt đầu nó bị hụt đi nguyên liệu đi rất là nhiều ha. Và xe mình thì mình mới đầu mình nói kim nhiệt, ủa sao kim nhiệt nay tự nhiên nó lên kiểu bất thường vậy. Thì cũng kiểm tra két nước nè, nắp két nước nè, rồi lại hao nước mát hay không, nhưng mà nó không hao nước mát ha, nó không hao nhưng mà nó lại nóng máy. Đồ nó mới khó hiểu vậy. Cuối cùng hôm nay đi qua bắt gấu, cuối cùng mở ra em yêu khoa học thì nó lại là cái chính là cái con ốc đó. Nếu mà các bạn, những bạn nào mà chúng ta không tự làm được thì chúng ta đem ra thợ, nhiều lúc thì ra thì mình sẽ không nói xấu, nhưng mà nhiều lúc nó cũng ABC XYZ gì đó, nên là đem ra là nó khó chịu nha các bạn nha. Rồi bây giờ dừng lại mua ly cà phê uống nè. Cho một ly cà phê sữa, một ly cà phê đá đây, mang đi. Anh đi, mang đi. Gấu uống rồi mà. Của ông khác bình thường thôi. Rồi vậy nha các bạn nha. Uống ly cà phê đã cho đời nó tỉnh táo lên nè. Ồ trời ơi, đã quá. Rồi, tạm biệt.